bác nhá. Mời anh em đi đào mấy cái cây sim về làm cái bonsai nhá. Bác đi cùng anh em thôi nhá. Đi vào núi. Đấy. Thấy bảo là trong này rất là nhiều sim. Anh em tôi đi vừa là đi chơi vừa đi đào mấy cái sim, đây có bà chị dẫn đường. Tôi xuống cái. Này nó đi quá. Vùng đồi núi này thì rất nhiều sim các bạn. Đấy, như mà chị kia bà lấy được hai tạ sim trên núi này. Thì hôm nay hy vọng là anh em vào kiếm được những cái gốc cây đẹp. Bác lấy được 1-2 cây thôi. Các bạn nhé, đi cùng tôi nhé. Đây các bạn nhé. Đây, đừng giận đấy nhé. Bạn ngàn sim. Nó gốc nó to. À, dễ. Đấy, ví dụ đây. Đấy, ví dụ các bác xem một cái bới này. Như sim Phú Quốc. Anh quánh cả bụi kìa. Quánh cả bụi. Quánh cả bụi. Quánh cả bụi nó mới sống. Quánh cả bụi thì chúng mày phải mang dây, chúng mày chùm nó lên. À không, cắt hết lá đi xong rồi. Đấy các bác, để em tìm một cái gốc đẹp. Các bác thân mến, đây là thành quả của anh em chúng tôi ngày hôm qua đây. Thì đi rừng mất một ngày, nguyên một ngày. Thì về đến nơi tập kết ấy, thì lại cũng trời tối mà lại mưa, không chưa trồng được. Thì cái clip mà quay quá trình đi rừng với anh em đào cây ở trong rừng ấy, một ngày ấy, thì chưa up lên YouTube cho các bác xem được. Thì xin phép là up cái phần thành quả lên trước, còn quá trình đi rừng thì up lên sau, vì là tôi lưu trong cái máy khác mà nó đang hết pin, nó lại quá nhiều những cái đoạn video nhỏ. Thì để ghép lại sau phục vụ các bác nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi từng các cái cụ sim một. Những cái sim này thì cực kỳ già các bác. Tí nữa các bác xem thân của từng cây sẽ biết. Con rêu phong và rất có thể là sẽ nhiều tuổi hơn cả tôi và các bác. Đây nha. Những cây sim này mọc trên núi là đồng bào cả dân tộc trên đấy nhá. Thì họ thường đến mùa, họ thường chặt đi sát gốc để lấy củi, và qua nhất nhiều năm nó mới xù xì như này nhá. Các bác nhìn rất khó để kiếm được những cây sim này trong tự nhiên nhá. Đây, một cây này. Đấy, vẫn còn nguyên những cái đống cây dương xỉ với lại bám ở trên thân nhá. Thân mốc rêu phong. Hai cây này. Mọc tỉnh mới đấy các bác. Hai cây nha. Ba cây này. Cây này nhỏ hơn. Cây này rất là hoành tráng. Bốn cây. Đấy, các bác tự đếm nha. Tôi sẽ đi lần lượt các cây. Đấy các bác nhìn này. Nó rêu mốc này. Nó rêu mốc. Những cái vết cắt ngày xưa này. Bây giờ nó lên những cái chồi non. Và sẽ ra quả rất nhiều những cái này. Quả rất to, hoa rất đẹp. Hoa sim, quả sim cho các bạn biết. Đây nhá. Cái thân của nó bị bóc những cái
vỏ khô rêu nhé, sẽ rất là đỏ, rất là đẹp. Khi nào bác chơi, các bác thích chơi mà các bác chơi mà không thích những cái rêu này thì đánh những cái vỏ này đi, rất đỏ đẹp. Đấy, gỗ sim nó như thế. Đấy, tiếp theo, đấy, tiếp theo nha, cây này. Như xin nhiều. Như xin nhiều. Cây nhỏ nhỏ. Thiên nhiên tạo ra đấy các bạn. Đấy, con này to lắm. Con này to. Đây là những cái cây mà nó mọc ở những cái chỗ mà người dân người ta len lỏi vào và người ta khai thác củi sim, khai thác quả sim chín để ngâm rượu để bán ấy. Thì mùa này là đang thời điểm này ấy, là đang cuối vụ sim nhưng mà vẫn còn rất là nhiều quả, đồng bào vẫn đang khai thác. Thì hôm qua tôi với anh em tôi ấy, cạp được cái đống này về đây ấy, thì vẫn còn rất là nhiều lá và quả, tôi mới cắt tỉa đi cho nó gọn gàng với lại để trồng cho nó đỡ mất nước sống đấy. Rất nhiều quả, đang rất nhiều quả nhé. Đấy. Đây là những cái cây mà được dân người ta len lỏi vào, người ta chặt được. Thì nó sẽ phong cách cây bụi lùn lùn như này nhé. Đấy. Nó như những cái sừng hiêu này này. Chi chít. Đấy. Thì tôi đang có khoảng độ 50 cái phôi như này. 50 cái phôi như này. Đấy. Thế còn lại là những cái cây mà nó mọc ở trong những cái chỗ sâu hoặc là những cái hang cái hốc mà người dân người ta không động đến được ấy, thì nó sẽ rất là to cao, nó không bị chặt ngang gốc. Đây là tôi đang có khoảng độ 2, 4, 6, 8 khoảng độ hơn 10 cây, ngoài kia tôi có một vài cây nữa. Đấy, thì ở đây đang có 2, 4, 6, 8 cây. Đấy, các bác xem nha, sẽ đi nha. Những cây rất là to, tôi phải cắt hết tán thì mới chở về. Đấy, số lượng rất là nhiều. Cũng đi cũng chỉ chọn lọc một vài cây thì về để trồng thôi. Đấy, cây này nha. Một cây nha. Đấy, con này. Con này to. Gốc to bằng cổ tay nhá. Làm cái sim bóng, làm cái sim tán ăn quả. Sáng năm ngụ sim thì chắc chắn sẽ có sim ngâm rượu để phục vụ các bác. Các bác nhìn lại một dãy hình nha. Chúng tôi anh em tôi khai thác rất là xa rừng nhưng mà
cố gắng đào được những cái bầu này này, chẳng tỷ lệ sống cho nó cao. Đấy thì cạp về nó thực sự là rất là gian khổ, không kể quá trình khai thác rất là mệt. Đấy, này các bác xem này, chim Nguyễn này cũng chia sẻ với các bác là tôi định mua một loạt các cái chậu để trồng nó lên cho nó hoành tráng, nhưng mà thực sự là số lượng nó như này thì mà mua chậu thì chắc là chưa thể mua được ngay, nên là sẽ phải trồng ra đất thôi. Nhưng mà tôi rất là tiếc, muốn trồng luôn vào chậu đấy, nhưng mà chắc chỉ trồng được một vài cây lên chậu rồi còn lại là trồng xuống đất, sau này là sống thì lại cho lên chậu sau vậy. Đấy, dù là cây, những cây như này, những cây bụi như này nó khá là có dáng dấp rồi, khá gốc gác dáng dấp khá đẹp, cho lên chậu là rất tuyệt vời rồi. Nhưng mà giờ mà mua hàng trăm cái chậu thì tôi cũng chưa có sẵn. Đấy, thí điểm một vài cây thôi. Đấy, các bác nào mà thích những cái phôi sim của tôi thì comment với lại chia sẻ nhé. Và rất có thể thì một ngày đẹp trời tôi sẽ cùng các bác giao lưu hoặc là kỷ niệm nhau rất là vô tư, vì là cái này tôi kiếm được mà, là của tôi hoàn toàn 100%, từ lúc khai thác cho đến lúc trồng thành sản phẩm, chứ không có mua của ai, cũng không có mua quà bán lại gì. Đấy, đấy, nhìn thấy sướng không? Tôi thì rất là phấn khích với cái đống này. Nhất là nó sim ấy, là một giống ấy mà tôi rất thích cái màu hoa của nó. Quả của nó thì chí chít mà ăn ngon, ngâm rượu tốt, quá tuyệt vời. Rất nhiều những cái ưu điểm của cái sim nhé. Thân của nó thì rất là đẹp, đỏ, gỗ rất đỏ, cực kỳ đẹp quá. Tôi và tiện tôi trồng một cây thành phẩm lên thì các bác sẽ rất là thích đấy. Hôm trước ở chợ cây tôi nhớ có một cái sim người ta đòi 25 triệu, mà tôi nghĩ nó chỉ to hơn cái cây kia một chút thôi. Mà thân thì người ta tự cắt tỉa nó rất là không còn cái tự nhiên của nó nữa. Hôm nay tôi hoàn toàn tự nhiên nhé. Bây giờ tôi ra đây tôi quay thêm một số cái cây ở ngoài này mà tôi chưa cho vào trong sân này nhé. Đây, hôm nay trời mưa các bác, ngất mưa, hôm qua cũng vậy nên là chưa thể quay. Đây, cái bãi tập kết ở ngoài sân đất này đây, và những cành sim mà anh em tôi cắt tỉa nó đi để cho nó gọn gàng, phải trồng cho nó sống. Thì nó còn lại rất là nhiều quả, quả xanh nhá. Quả chín thì người ta khai thác rất nhiều và chỉ lốm đốm sót một số quả thôi. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Sim non này, đấy, chưa chín, mà người cuối vụ thôi, nhưng còn rất là nhiều quả sót lại. Đấy, một số cái cây nữa của tôi ở đây. Một cây nữa, cây này cái to nhá, cây này cái to. Đây, bãi chiến trường này. Đấy, có khoảng độ hơn chục cây ở đây nữa, những cây nho nhỏ này. Chiều qua đứa cháu nó nghịch trồng vào mấy cái bò kẹo. Đây, một số gốc cũng rất hay đây. Nữa. Thì nó có khoảng độ hơn chục cây ở đây, với lại khoảng độ 20 cây là nữa là thằng em của em mà nó đi khai thác của tôi ấy, thì nó chọn những cây đẹp nhất để nó trồng. Đấy, thì nó đã đi trồng rồi.